Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh của mình và mình là Trân Official. Thì cái video này đáng lẽ là nó sẽ được đăng vào tuần sau, nhưng mà do cái mình edit video đó, nó đã bị mất. Mình đã lỡ tai xóa nó luôn rồi. Đó là cái video kia là muốn ăn thì bây giờ biết, nhưng mà nó đã mất rồi nên cái video này sẽ được đăng sớm hơn. Cái lúc mà mình xóa video là mình lúc đó mình ngỡ ngàng ngơ ngác thì bật ngỡ luôn á. Lúc đó mình vẫn chưa được định hình lại thì giờ nó cũng đã mất rồi. Video đó mình quay 4 ngày, edit 3 tiếng đồng hồ mà chỉ mất trong vòng 1 giây thôi. Trời, lúc đó sao luôn á. Thôi bây giờ cái gì mất thì nó cũng đã mất rồi, nên bây giờ mình sẽ vào video tiếp theo nhé. Lâu rồi mình chưa có tưới mấy cái cây nhà mình á. Mình hứa với mẹ là bữa nay mình sẽ tưới, nên bữa nay mình đi tưới cây. Mấy bữa nay cũng có mưa nhưng mà rất là ít, nên là tưới cây cho nó sống lại vậy đó. Nếu mà tưới nhà mình chắc hơi bị mệt đó, tại vì mẹ mình trồng rất là nhiều luôn á. Từ cái sân mình ở trong nhà cho tới ra ngoài tuốt đằng kia luôn, mẹ mình trồng rất là nhiều cây luôn mà mình chỉ tưới ở trước nhà thôi. Ở đằng kia chắc mình đi hồi chắc mình khùng luôn. Khi tưới cây xong thì mình lấy cái đồ phơi từ ở bên ngoài vào. Thì các bạn nhìn trời đang rất là sáng nhưng mà nó cũng đã 5-6 giờ chiều rồi. Bây giờ mình nực quá trời rồi nên mình phải đi tắm nha. Trời ơi, cái đầu nó bớt luôn rồi nè. Nãy giờ làm quá trời nên nó nực á. Mình tắm với gội đầu nên là bây giờ mình chùi cái đầu mình như con điên vậy á. Cái máy sấy nhà mình nó bị hư rồi. Trời ơi, xài chưa được bao lâu nữa mình nó hư rồi. Nên là bây giờ mình chùi giật giả như một con điên vậy á. Tóc mình cũng ít nên là mình cũng không có cần máy sấy lắm đâu. Nhưng mà rất là khó chịu cái tóc còn ướt nên mình lấy cái máy quạt này để mình sấy cái đầu của mình. Đây là cái quạt thì nó là cái quạt phun sương bình thường thôi. Ngồi mình sấy chừng nào tóc mình khô thôi. Tóc mình ít nên là sấy rất là nhanh. Lần nào mình ngồi trước quạt mình cũng hừ vô cái quạt vậy, mình cũng biết tại sao nó chắc tại mình khùng. Mình là biết ăn cơm quá nên mình ăn hủ tiếu. Mình không hiểu sao mình lại ghiền cái này luôn. Hôm bữa mình ăn một tuần liền luôn cái hủ tiếu này tại vì nó ngon quá trời luôn. Cái thời gian này là cái lúc mà mình biết là cái video mình đã xóa này, nên là lúc đó mình có chơi game để cho khuây khỏa một chút. Thì cũng rất là lâu luôn á, mình mới định thần được cái người mình luôn. Mình mới được gọi là ổn hơn à. Mình vô phòng đó mình uống sủi nè mọi người. Tại vì uống sủi này để cho có đề kháng á. Uống thì nó tốt rồi, có đề kháng để chống lại cái dịch bệnh này. Cái này á, nếu mà cho mình uống thì mình cũng rất là bình thường. Tại vì cái này nó ngon thôi, cũng như nước cam bình thường mà có gì nó sủi thôi. Mình nghe nói là nhầm người không có hợp với cái này nữa, uống nhầm người thì bị đau bụng. Mình cũng không có biết nữa, chắc tại vì mình hợp với cái này mình không có cái cảm giác đó. Cái lúc này thì mình không có muốn bấm laptop hay bấm điện thoại gì hết, nên là mình lôi mấy cái đồ cũ hồi đó của mình ra để mình xem, ôm lại kỷ niệm á. Hồi đó mình hay gọi là vẽ hay là ghi cái gì đó thì mình có giữ lại. Mình không tin hồi nhỏ mình lại vẽ được mấy cái thứ này luôn á. Ôi là trời ơi, cái tóc nó thì nhiều màu rồi, con người nó cứ sao sao á. Mình ngồi mình coi hồi mình mệt giùm mình luôn á, không tin hồi xưa là mình vậy luôn. Hồi cỡ mình lớp 5 mình có coi chị Bim Bim Bắp Bắp á, thì mình có thấy chị Bắp ghi một lá thư gửi tương lai, mình cũng có ghi. Cái bây giờ mình đọc lại thì mình mắc cười sao sao á, mình không biết tại sao nữa. Mình tự ghi mà bây giờ mấy năm sau mình coi lại thì mình cứ mắc cười. Cái này là cái bức tranh đầu tiên nè, trời ơi trời, mình không tin hồi đó mình vẽ con người kiểu gì luôn á. Cái chân dài mà cái tay ngắn, cái tay cục luôn á thì có. Trời ơi trời, cái tóc thì cứ sao á, cái tóc nó rất là nhiều màu, kim tiến lấp lánh cái kiểu. Hồi đó mình ghiền vẽ cô giáo hay sao mình cũng không có hiểu nữa. Ôi là trời. Rồi cái bức tranh này mình đang thắc mắc là tại sao mình lại vẽ một cái thằng cậu bé này cầm cây đèn và từ phòng vệ sinh bước ra phòng ngủ. Ủa trời, mình vẽ cái gì vậy trời? Thì ở lúc mà mình coi là mình kiểu sao luôn. Không biết hồi đó các bạn có như mình không, mình hay vẽ gọi là cái căn nhà búp bê á. Mà vẽ mà không có cái con búp bê đâu nha, chỉ vẽ là ở đây là phòng ngủ, đây là phòng khách, rồi phòng bếp gì đó. Hồi đó mê vẽ cực luôn.
hầu hết là hồi đó mình vẽ cái này rất là nhiều. Mà mình thấy vẽ cái này cũng vui, tại vì hồi đó đâu có cái gì như bây giờ, không có điện tử như bây giờ thì mình vẽ tùm lum hết trơn á. Hồi đó hầu hết là mình chơi vui nhất của mình là vẽ. Bây giờ ngồi coi lại mình cũng không biết là lúc đó mình đang vẽ cái gì nữa. Cứ phân chia phòng ra cái vẽ thôi mà cũng được. Đây là cái bức tranh mình vẽ nông thôn, cái gì mình cũng không nhớ nữa. Hồi đó kiểu mình cứ vẽ cái con người bị tay cụt á, cái tay nó không có cân đối với cái chân hay là sao sao, nhìn nó cứ mắc cười. Hình như là hồi đó mình đem cái cuốn này vô đó thì phải, có tính toán trong đây nó nè, vừa làm cuốn nháp vừa làm cái cuốn vẽ luôn. Nhắc tối á, coi cái hình này chắc mắc cười lắm luôn, trời nhìn mặt nó gian vãi luôn. Nhìn cái mặt nó cứ sợ sợ như hù ma vậy, vẽ chân dung mà như vẽ con ma vậy. Thôi các bạn đừng để ý tranh này nha, mình cũng không biết tranh gì đâu. Hồi đó anh hai mình còn đi học á, còn chưa ra trường á, thì anh hai mình có vẽ mấy tranh giống vậy nè. Thì lúc đó mình cũng có thấy anh hai mình vẽ đẹp quá, mình cũng có vẽ theo nhưng mà không được bằng một góc của anh hai mình luôn. Rồi anh hai mình vẽ với A3 hay gì đó, vẽ rất là đẹp, mà bức tranh nộp cho trường, trường lấy luôn rồi. Còn cái tranh này là bãi biển á, mọi người nhìn mọi người cũng hiểu ha. Hồi đó ít khi mình tô màu lắm, mình chỉ vẽ thôi. Cái này chắc là 20 tháng 11 quá, tại vì cầm hoa tặng cho cô giáo. Không hiểu tại sao mình lại vẽ thêm bức tranh bãi biển. Tại sao lúc đó mình không tô màu nhỉ? Mình ít tô màu. Cái này là bức tranh cô gái hay có con gà nó cỡ cưng luôn. Cái này là cái ô vuông, vẽ mấy cái gì mình cũng nhớ nữa rồi. Cái bình đó, trời ơi. Hồi đó đam mê vẽ lắm. Thiệt, rồi đó là lớp 4 hả? Lớp 4, lớp 5 là mình vẽ rất là nhiều. Mình đang vẽ hồ bơi, mọi người đừng có tưởng là bãi biển nữa nha. Cái này mới là bãi biển đó nè. Dù mình vẽ mà thấy gớm luôn trời. Các bạn nhìn, các bạn cũng biết ha, mấy cái con diều đó, mấy con diều bị si bị gì đó mình cũng không rõ nữa. Trời ơi, điểm 10 đưa cho mẹ. Vẽ bông hoa nha mọi người. Đính chính là bông hoa nha, không phải cái cây nha. Bông hoa nha. Cái bức tranh này chắc mình cắt nó đi mất tiêu rồi. Trời ơi, lúc đó mình nhìn thấy con chim mà mình hết hồn. Lúc đó mình vẽ con chim đẹp khủng khiếp, đẹp nhất trong đây luôn. À không phải đâu, chắc vậy đó. Hầu hết là vẽ con người rất là nhiều. Mấy cái bức tranh này thì mình vẽ cũng lâu rồi. Cái này mình có vẽ Doremi nè, mình thấy nó đẹp á. Doraemon nữa, rất là đẹp. Hình như lúc đó là mình vẽ mấy cái tranh nào vào buổi tối á, nên là cái nó cũng không được ấy rồi. Với lại mình vẽ xấu đó. Hồi đó mình vẽ màu nó cứ bị lem, rồi chữ mình cũng xấu nữa. Với lại màu nó không được rõ nét. Mình thấy mình vẽ Hima và Kushina là đẹp, rất là đẹp luôn. Mình nhìn thấy nó ưng nhất luôn trong đám luôn á. Và còn đây là cha và mẹ của Himawari và Shinosuke. Mình vẽ muốn hết gia đình với mấy cái bộ phim luôn á. Cái này là Bạch Tuyết nè, cô mình có ghi tên ở trên đồng nữa nên các bạn có thể đọc. Mình vẽ lúc đó mình chắc cỡ mình còn nhỏ lắm, nhưng mà mình không tin là mình có thể vẽ được gì là quá chuẩn rồi. Rồi đây là hai bức tranh cuối cùng ở trong cuốn tập này. Đây chính là cái bọc mà để giữ kỷ niệm của mình á. Cái này là hồi đó mình ghi Happy New Year, mình định là cho mẹ mình trang trí ở nhà mình đi, nhưng mà vì một sự cố sơ suất rất là nặng nên là nó đã bị móp méo phân nửa đầu trên, nên mẹ mình nói xấu quá, thôi giữ làm kỷ niệm luôn đi. Trời lúc đó mình sốc quá, lúc đó mình vẽ rất là lâu, cái gì cũng nhớ nữa. Hồi đó thì mình gọi là mình hay lấy màu xám, mình vẽ mấy cái galaxy hay là phong cảnh giống vậy nè. Hồi đó có cái câu gọi là ơ bầu trời này đẹp quá trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn, thì mình cũng có ghi, mình cũng có vẽ theo luôn. Mình vẽ bằng phấn màu á. Cái bức tranh này thì quan trọng nhiều nhất là toàn phấn màu, với màu nước cũng có luôn nè, rồi màu xám nữa. Cái này bức tranh nó hơi bị ảo nha mọi người, mà cũng không ảo lắm đâu, nó nhìn cũng được thôi. Hồi đó mình có nhỏ bạn và bây giờ vẫn chơi chung nha, nó ghi cho mình cái này nè. Trời ơi, mình nhìn là mình biết ai liền, ai ghi cho mình liền. Không biết nó có coi video này không thì mình không có biết, nhưng mà đây là cái chữ nó ghi cho mình. Nó ghi rất là rảnh luôn á, nó rảnh mà nó ghi rất là nhiều cho mình luôn á. Hầu hết mấy bức tranh mình luôn vẽ bầu trời, tại vì mình phá bầu trời á. Giờ phong cảnh không hiểu là sao. Hồi đó mình phá TikTok nên cũng vẽ TikTok luôn. Lúc mà mình còn chơi Free Fire thì mình có vẽ cây MP40, nó rất là mập.
Mình cũng thích Blackpink nên là mình có ghi Jennie, rồi Jisoo, Lisa và Rosé. Thì mình vẽ gì đó còn phóng màu với mấy cái bút bình thường thôi, mà mình giữ tới giờ nó vẫn không bị lem nha. Ôi là trời, nhìn lại mấy bức tranh mình cũng không hiểu tại sao luôn. Con người chân dài, cực dài luôn á. Trời ơi, mấy con mắt mình vẽ nè. Bây giờ mình vẽ không được đâu. Bây giờ mình vẽ con mắt nó khác lắm mình. Cái này là bức tranh tùm lum hết trơn. Cái này mình cũng biết vẽ làm sao luôn, nhìn rướng quá à. Này vẽ cái con đường nè, vẽ cái bãi biển trên đất nè, rồi tùm lum hết trơn. Có cái bức tranh này nữa nè. Mình thấy nó cũng được. Ừ, cũng được. Được con thiệt. Mình có vẽ cái ly mà cái quả trước lên á. Trời ơi, có con người gì đâu mà cái bụng nó bự. Cái hình này thì mình cũng không nhớ nhưng mình thấy nó cũng được thôi. Ồ, này hình như là chú bộ đội phụ giúp người dân thì phải. Cái lúc mà coi thì không có mệt đâu nha, mà lúc mà dọn lại mới mệt á, tại vì rất là nhiều. Các bạn thấy nó ít vậy thôi chứ còn nhiều lắm mà mình không nghĩ là mình không có nên cho coi đâu, tại vì còn mấy cái tranh nhỏ nhỏ mà mình vẽ tùm lum hết trơn á. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi cái bức tranh mà bây giờ mình vẽ cũng mấy tháng trước. Cái này là cái chậu hoa thì phải. Cái chậu cũng có cái quả lên. Mình ưng nhất cái bức tranh này là mình chỉ ưng cái bông hoa á, mình thấy bông hoa nó đẹp. Nó đẹp hơn cái chậu và cái quả nhìn nó cứ ghê ghê. Nhìn bông hoa mình trời ơi, nhìn nó đẹp xỉu luôn, kiểu giống như thiệt luôn. Mà mình không có năng khiếu vẽ cái bình với bông hoa mà. Bây giờ được 7,5 điểm mà trời ơi. Vẽ kiểu vẽ ngu ngơ hơn á, vẽ rất là xấu, mấy cái bình mình không có vẽ được. Cái này mình nhớ là mình thi học kỳ thì phải, mình có vẽ cái này nè. Rồi còn đây là cái bình hay là cái ly, à cái ly. Cũng là cái ly với cái cống đó trời ơi. Theo mình đoán là cái cô chấm điểm cho mình môn mỹ thuật á, Phan Sinh Tùng luôn hay sao, cho mình 10 điểm luôn. Mà trong khi mình ghi rất là xấu luôn á, mà được 10 điểm. Oh wow. Ngạc nhiên dễ sợ luôn, vậy mà được 10 điểm luôn á. Còn cái bức tranh này thì mình cũng vẽ này 10 điểm thì mình không nói, tại mình cũng thấy nó đẹp mà đúng không. Mình vẽ 3 tiếng. Cái gì đối với mình cũng 3 tiếng hết trơn á, tại mình vẽ rất là lâu, vẽ là tô màu nữa. Mình thấy cái này mình ưng lắm. Mình có còn cái bức tranh mà vẽ cái dĩa nó rất là đẹp luôn, mà cô của mình cô lấy luôn rồi, cô không có trả mình. Hầu hết mấy bức tranh này mình đều coi trên Google và mình vẽ theo. Kiểu mình dựa trên đó mà mình vẽ theo chứ mà không phải vẽ giống luôn. Còn đây là cái cuốn sổ mà mình mua của bạn của mình. Mình cũng có coi Shadow nè. Bây giờ mình có coi Hello Shadow thì mình cũng có vẽ Hello Shadow. Shadow nè. Nhìn mặt nó cứ giang hồ thế nào. Cái tranh này là mình hơi bị ưng luôn á. Trời ơi, mình không tin mình vẽ đẹp tới vậy luôn. Mình cũng mới vẽ mấy đây mấy tuần thôi à. Nhìn nó rất là đẹp luôn á. Đầy đủ gia đình của Hello Shadow luôn. Rồi còn đây là bức tranh mình vẽ bậy bạ thôi. Lúc đó mình đang coi Chuyện Ma của chú Hoài Bảo, cái mình vừa nghe rồi mình vừa vẽ. Khi mình coi tranh xong rồi thì mình lo cái laptop ra, mình đăng nhập game xong rồi mình sẽ coi YouTube. URT đang làm tiếng video mà trời mưa gió đùng đùng luôn, mình sợ ấy nha. Cái lúc này mình còn buồn á, mình buồn là tại vì mình mất cái video á, rất là buồn luôn. Thì video này cũng đã dài rồi, mình chỉ muốn nói các bạn như đó thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye mọi người.